Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng lần đầu tiên tổ chức ngày hội hoa anh đào Đà Lạt. Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện nhi lớn nhất nước chính thức đón tiếp những khách hàng đầu tiên. Hỗ trợ nông dân cách chăn nuôi giảm chi phí tăng lợi nhuận. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Lâm Đồng vừa công bố sự kiện du lịch mở đầu năm 2017 bằng các chương trình Ngày hội Hoa Anh Đào Đà Lạt, nét độc đáo của phố núi Đà Lạt cũng như du lịch Đà Lạt Lâm Đồng. Xuất phát từ ý tưởng tổ chức Ngày hội Hoa Anh Đào để quảng bá cho khu du lịch Hồ Thuyền Lâm, nhưng do biến động của thời tiết, nên đầu tháng 1 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và ban tổ chức mới ấn định được thời gian tổ chức sự kiện Ngày hội Hoa Anh Đào Đà Lạt. Cây hoa anh đào được trồng ở khu du lịch Hồ Thuyền Lâm từ năm 2009. Ngoài ra, tại thành phố Đà Lạt, hoa anh đào có nhiều ở tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành, khách sạn La Sapinet, đường Trần Quý Khap, đường Hồ Tùng Mậu, Phan Như Thạch. Các cây hoa mai anh đào tại khu vực nội thành Đà Lạt được trồng lâu năm và được nhiều người yêu thích. Tại ngày hội có các chương trình tham quan mua sắm, thưởng thức ẩm thực, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm ảnh hoa anh đào, giải gôn hoa anh đào, triển lãm xe cổ và ảnh nghệ thuật, trồng cây hoa anh đào có bảo dưỡng. Tại buổi họp báo, các nhà báo cũng nêu ý kiến về các phương án dự phòng khi hoa anh đào nở sớm hơn, hoặc dự báo lượng khách để có phương án về giao thông và bảo vệ an ninh an toàn cho du khách. Sáng 16 tháng 1, tại Trung tâm Sinh hoạt Văn hóa Cộng đồng các dân tộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra lễ đón nhận bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề dệt giàng. Đây là hoạt động tôn vinh và góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị của nghề dệt giàng. Lễ đón nhận bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề dệt giàng đã diễn ra trong không khí trang trọng và mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Tại buổi lễ đã có 14 nghệ nhân dệt giàng được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trao giấy chứng nhận đã có nhiều thành tích trong công tác bảo tồn và xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia nghề dệt giàng. Bản thân tôi cũng như mọi người phụ nữ khác đều rất là vui. Bao nhiêu vất vả quăng bạ cái sản phẩm từ cả hội chợ cho đến châu Á, châu Âu, hành trình đó thì bản thân tôi với phụ nữ khác là luôn rất là vinh dự, tự hào đối với nghề nghiệp của mình. Việc công nhận nghề dệt giàng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ góp phần bảo tồn và nâng cao ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp và nhân dân trong việc giữ gìn và phát huy giá trị nghề dệt giàng, góp phần gìn giữ di sản văn hóa của dân tộc. Ngày 16 tháng 1, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đưa vào hoạt động khoa khám bệnh trong ngày với 102 phòng khám bệnh. Ngay trong sáng 16 tháng 1, khoa khám bệnh đã tiếp nhận gần 50 lượt khám chữa bệnh đầu tiên. Khoa khám bệnh có hơn 100 bác sĩ tham gia khám chữa bệnh, trong đó có 60 bác sĩ chủ chốt của Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 được điều động luân chuyển sang công tác tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ngoài ra, khoa khám bệnh còn có sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa của các bệnh viện đầu ngành như Bệnh viện Mắt, Răng Hàm Mặt, Trung tâm Dinh dưỡng và Đơn vị Y học Hạt nhân của Bệnh viện Chợ Rẫy. Tức là chúng ta sẽ có 204 bài khám. Nếu mà tiêu chuẩn của Bộ Y tế hiện nay là dưới 45 bệnh nhân một ngày thì ở đây có thể khám và chữa bệnh trong cái chuẩn mực là 9.000 bệnh nhân hàng ngày. Thì để chúng ta thấy coi như công suất này thì người dân của chúng ta rất là an tâm, lấy bệnh nhân làm trung tâm, tới tạo sự hài lòng và bên cạnh đó là chất lượng, tránh những sai sót công tác chuyên môn. Đây là bệnh viện hạng 1 đầu tiên được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Việc triển khai hoạt động một bệnh viện hạng 1 chuyên khoa nhi mới với quy mô 1.000 giường là chưa có tiền lệ. Thời gian tới, Bệnh viện Nhi đồng thành phố sẽ đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần giảm gánh nặng quá tải cho hai bệnh viện nhi của thành phố, bên cạnh những giải pháp giảm tải đang được tiến hành đồng bộ. Cũng trong ngày 16 tháng 1, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 18 tháng 1 tới đây, người dân Thành phố Hồ Chí Minh có thể sử dụng điện thoại thông minh hay còn gọi là smartphone để truy xuất nguồn gốc rau sạch tại nhiều siêu thị trên địa bàn thành phố. Để thực hiện truy xuất nguồn gốc rau, người dùng sẽ sử dụng ứng dụng Zalo trên smartphone dùng hệ điều hành Android hoặc các phần mềm quét mã QR code trên điện thoại thông minh. Với mô hình này, người tiêu dùng sẽ dễ dàng biết được thực phẩm mình chọn mua có nguồn gốc ở đâu, quá trình chăm bón như thế nào. Mỗi một con tem có một mã số riêng và chúng ta chỉ có thể quét một lần, không thể nào sử dụng lại cái con tem đó để dán trở lại một sản phẩm khác được. Để người tiêu dùng không có điện thoại thông minh vẫn có thể sử dụng được, thời gian tới, đơn vị sẽ cho lắp đặt hệ thống quét mã vạch ở các siêu thị. Trong giai đoạn thí điểm, sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc sẽ có giá thành không đổi. Ngày 18 tháng 1, sản phẩm có dán tem truy xuất nguồn gốc sẽ được tiêu thụ tại Bixi, Copmark,
Aon. Thưa quý vị, dịp cuối năm này có rất nhiều thôn bản đã có điện lưới quốc gia, ví như tại Quảng Trị, 100% thôn bản đã có điện, trong đó hai thôn Trĩa và thôn Cát, xã Hương Sơn, huyện Hương Hóa đã có điện những ngày giáp Tết. Có điện lưới quốc gia tới tận nhà, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa Quảng Trị vô cùng phấn khởi, bởi với họ đó là điều ước mơ bao đời nay. Năm nay nhà tôi mới có điện, nhà tôi rất là phấn khởi. Mặc dù rất là khó khăn, nhưng nhà tôi vẫn mua mấy cái đèn nháy để trang trí trong ngày Tết. Để đưa được điện lưới quốc gia về các thôn bản cuối cùng này, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã đầu tư 27 trạm biến áp, trên 300 km đường dây hạ thế và trên 70 km đường dây trung áp. Một số tuyến đường phải tự mở nên là nó chưa ổn định. Để đảm bảo cấp điện cho các cái thôn bản này trong năm trong cái dịp Tết này thì chúng tôi đã có một cái lực lượng trực phục vụ sửa chữa rồi phục vụ giải xử lý tất cả các vấn đề liên quan. Việc xóa thôn bản trắng có điện lưới quốc gia của Tổng công ty Điện lực miền Trung có ý nghĩa hết sức thiết thực, bởi có điện, kinh tế xã hội sẽ được phát triển, quốc phòng an ninh ở miền núi, vùng sâu, vùng xa sẽ được đảm bảo. Cũng tại Quảng Trị, từ nhiều năm nay, việc các công ty thương mại triển khai chiến dịch đưa hàng bình ổn giá về tận địa phương đã phần nào giải quyết được khó khăn của người dân nơi đây trong những ngày giáp Tết. Những ngày này, bà con nhân dân 17 xã thuộc 4 huyện gặp nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Trị đã được mua hàng Tết với giá thấp hơn thị trường từ 30 đến 40%. Hơn 100 mặt hàng chủ yếu được sản xuất trong nước đảm bảo chất lượng đã được đưa về phục vụ người dân vùng khó khăn. Nhà mình ở xa cũng không có nhiều tiền, được mua hàng hóa giá rẻ ngay tại đây mình rất là vui. Không có nhiều tiền nhưng cũng mua sắm được hàng hóa đón Tết. Bà con mua và phấn khởi rất là nhiều và bà con mong muốn là hàng năm Tổng công ty Thương mại Quảng Trị tiếp tục là đưa các mặt hàng để đến gần hơn để cho bà con sắm Tết. Hoạt động này đã góp phần ổn định thị trường, hạn chế tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá đột biến ở các khu vực nông thôn ngay trong dịp Tết. Thưa quý vị, theo như ghi nhận thì Đồng Nai là tỉnh có đàn heo lớn nhất các tỉnh thành cả nước với 1.800.000 con. Trong những ngày qua, giá heo tiếp tục xuống thấp, chỉ còn khoảng 26.000 đồng 1 kg heo hơi. Đây là mức thấp nhất trong 10 năm nay. Nếu tình trạng này kéo dài, người chăn nuôi có nguy cơ phá sản. Chị Nguyễn Thị Hương, chủ trại heo ở xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom mới xuất chuồng gần 600 con heo thịt, chỉ bán với giá 26.000 đồng 1 kg heo hơi. Với giá này, đàn heo chỉ bán lỗ gần 900 triệu đồng. Hiện trong chuồng chị vẫn còn khoảng 1.000 con heo thịt, chị Hương rất lo. Hiện nay là giá heo xuống rất là thấp, rồi người chăn nuôi nói chung là cũng điêu đứng lắm. Mà nếu cứ tình trạng này mà cứ kéo dài thì trong phạm vi chừng mấy tháng nữa thôi, người chăn nuôi là có khả năng phá sản rất là nhiều. Tôi đề nghị với lại nhà nước, chính phủ có những hợp đồng xuất khẩu chính thức, chứ còn nếu mà cứ xuất khẩu bằng tiểu ngạch như thế này thì người chăn nuôi sẽ không có thể nào mà tồn tại được. Không chỉ chị Hương mà hàng ngàn hộ chăn nuôi ở Đồng Nai đang điêu đứng vì giá heo xuống mức thấp. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ có nhiều người chăn nuôi lỗ trắng tay. Khi đó, nghề chăn nuôi heo sẽ bị các công ty liên doanh nước ngoài chiếm lĩnh với hình thức nuôi gia công. Bài học này đã thấy rất rõ từ con gà. Điều đáng nói là giá heo đã xuống thấp ở mức kỷ lục, nhưng giá bán thịt heo tại các chợ ở Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh không giảm hoặc giảm không đáng kể, chỉ vài 3.000 đồng một ký. Trong khi giá heo hơi giảm từ 17 tới 18.000 đồng một ký so với cách đây 4 tháng, còn giá thịt heo giảm chỉ có 3-4.000 đồng một ký. Khâu trung gian, thương lái ăn quá nhiều. Trước nghịch lý này, người chăn nuôi kiến nghị Bộ Công Thương nên có những biện pháp điều tiết thị trường, tránh để tình trạng thương lái và khâu trung gian ép giá người chăn nuôi và bán giá cao đối với người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, một tục lệ quen thuộc trong ngày 23 tháng Chạp, ngày đưa ông Táo về trời, chính là các gia đình sẽ bỏ đi bếp lò cũ, mua về nhà bếp lò mới như rước về sung túc, may mắn. Cũng vì thế, những ngày trước 23 tháng Chạp được xem là mùa làm ăn của những làng nghề làm bếp lò. Thế nhưng năm nay, nhiều làng nghề làm bếp lò lại rơi vào cảnh khó khăn. Làng gốm ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên chỉ còn 3 hộ gia đình làm bếp lò. Gọi là 3 hộ nhưng chỉ tập trung ở gia đình ông Trần Công Tiến. Để duy trì 25 công lao động, duy trì 3 ngày một mẻ nung với số lượng từ 300 đến 400 bếp lò là điều không dễ dàng đối với ông. Toàn bộ cái khu vực đây là 60-70 triệu tiền đầu tư trại này, rồi cái cho khách hàng làm để làm ăn sản phẩm, thì mình phải đầu tư cho một người lại với ít nhất là phải 3-4 triệu. Thì nếu mà giờ làng ngờ đây mà không làm thì coi như các cái địa điểm kia đâu có đồ để người ta mua, thu nhập được. Một bếp lò bán sỉ giá từ 9 đến 11.000 đồng,
Trừ chi phí, một công lao động giỏi nghề mỗi ngày chỉ được trên dưới 100.000 đồng. Thu nhập thấp, cho nên người ta đi làm chuyện khác. 23 tháng Chạp đưa ông Táo về trời, nhiều gia đình không thể mua mới bếp lò. Những ngày này, người dân từ Bình Định, Đắk Lắk đến các làng gốm ở Phú Yên để mua bếp lò. Nhưng mặt hàng này không còn nhiều để bán, và đó như là sự gợi nhắc phải giữ làng nghề truyền thống trước nguy cơ mất dần. Tiếp theo là các thông tin về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, tình trạng người dân tự ý tháo dỡ các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A không phải là điều hiếm gặp ở nhiều địa phương nước ta. Sau hơn một năm, tuyến quốc lộ 1A mới được chính thức đưa vào sử dụng tại tỉnh Quảng Bình. Tình trạng này ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bất kể là ngày hay đêm, những hành động này người dân leo qua các dải phân cách đã trở thành thói quen của không ít người dân ven tuyến quốc lộ 1A. Không chỉ các thanh chắn chống chói, ngay cả những tấm dải phân cách bằng bê tông nặng hàng tấn cũng bị người dân tự ý tháo ra để tiện lối quay đầu và sang đường. Rất bức xúc với các lái xe nói chung vì nó bị ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của lái xe, nhất là trong thời tiết điều kiện như ban ngày nắng chói hoặc là buổi tối đèn pha chiếu rọi ánh mắt là rất nguy hiểm. Ở đâu mà chính quyền địa phương vào cuộc một cách quyết liệt, phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ thì ở đó trật tự an toàn giao thông diễn ra là khá tốt. Ở đâu mà cứ nghĩ rằng quốc lộ, đường, giao thông là của ngành giao thông quản lý và như vậy ngành giao thông phải chịu trách nhiệm thì có lẽ là ngành giao thông cũng làm không hề được. Có thể đối sự vào cuộc thiếu quyết liệt, thiếu sự phối hợp của các cấp ngành địa phương cùng với ý thức kém của một bộ phận người dân là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Những tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào và thật khó để biết khi nào thì tình trạng nguy hiểm này sẽ chấm dứt. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phát hiện xử lý thêm một xe tải chở trên 10 mét khối gỗ lậu từ huyện Ea Hờ Leo đi thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Tổ công tác đã phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 63C05490 chạy từ hướng huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk đi thành phố Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì phát hiện trên xe có chở khoảng 400 lóng gỗ tròn bằng lăng với tổng khối lượng hơn 10 mét khối. Lái xe Nguyễn Văn Sơn, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khai nhận chở số gỗ trên từ huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk đi thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Sơn không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan chứng minh nguồn gốc số gỗ trên. Đây là xe gỗ thứ hai mà Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện bắt giữ trong một tuần gần đây. Ngày 16 tháng 1, Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố 4 đối tượng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đó là Nguyễn Thuận Cử, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phó bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh; Hoàng Liên Sơn, nguyên bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành; Lê Anh Quý, nguyên kế toán Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành; Ngô Xuân Á, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Á Thành. Theo hồ sơ vụ án, tháng 12 năm 2015, Nguyễn Thuận Cử và Hoàng Liên Sơn đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ xây dựng công trình nạo vét kênh tiêu xã Vĩnh Thành để rút ngân sách nhà nước 113.447.000 đồng. Trong hồ sơ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Á Thành là đơn vị thi công. Từ chứng cứ thu thập được, ngày 9 tháng 1 năm 2017, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đến ngày 16 tháng 1 năm 2017, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng để tiếp tục phục vụ công tác điều tra. Cũng trong ngày 16 tháng 1, Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Anh Quý, sinh năm 1997, trú tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, là đối tượng đang thi hành án cải tạo 1 năm không giam giữ để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào khoảng 14 giờ ngày 12 tháng 1, trên đường đi đến trường Đại học Nông Lâm Huế, Nguyễn Anh Quý phát hiện nhà chị Đặng Thị Thu Hương tại 13 Cô Thế Lân, thành phố Huế. Cổng không khóa nên đã đột nhập vào. Khi vào nhà, Quý đã nhanh tay trộm lấy túi sách, bên trong có một chiếc điện thoại di động trị giá 1 triệu đồng. Lúc này chị Hương liền hô hoán cùng người dân xung quanh bắt giữ Quý, giao cho công an. Được biết, vào tháng 8 năm 2016, Nguyễn Anh Quý đã bị Tòa án nhân dân thành phố Huế tuyên 1 năm cải tạo không giam giữ về tội trộm cắp tài sản. Vào ngày 16 tháng 1, tại bãi rác Cam Ly, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm gồm các ngành công an, tài chính, quản lý thị trường, văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức tiêu hủy hơn 100 máy chơi game bắn cá bị tịch thu trong năm 2016.
Theo đó, số máy game bắn cá bị tiêu hủy trong đợt này là 128 máy. Số máy trên bị tịch thu trong năm 2016 khi tỉnh Lâm Đồng phát động đợt ra quân dẹp nạn đánh bạc trá hình qua trò chơi điện tử bắn cá. Đây là đợt tiêu hủy máy chơi game bắn cá với số lượng lớn nhất tại tỉnh Lâm Đồng từ trước đến nay. Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt đã dùng xe ủi cán nát toàn bộ số máy trên và dùng xăng thiêu rụi trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng cùng báo chí. Trước sự biến tướng mang tính cờ bạc của game bắn cá, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã ngưng cấp phép trò chơi bắn cá để chờ hướng dẫn của bộ ngành liên quan. Thưa quý vị, một câu hỏi quen thuộc tiếp tục trở nên rất nóng, đó là làm thế nào để tiết giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho người chăn nuôi? Và đã có câu trả lời từ những thay đổi trong chăn nuôi theo một dự án được hỗ trợ từ Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia. Để vỗ béo bò, lâu nay nông dân thường cho bà ăn những gì kiếm được như rơm, cỏ, mất từ 3 đến 5 nuôi mới xuất chuồng. Nhưng với cách chăn nuôi mới, bổ sung thức ăn tinh chỉ khoảng 2 năm 2 tháng là có thể xuất chuồng. Thức ăn tinh bổ sung mỗi ngày không nhiều, khoảng 1% trọng lượng bò. Tính bình quân 1 cân hơi, nuôi cách mới lãi 27.000 đồng, nuôi theo cách cũ chỉ lãi 5.000 đồng. Khi được thấy thì cái cám mà bò của vỗ béo thì cái chất ăn tinh nhiều và cái chất đạm của nó tốt thì trong sinh trưởng và phát mau bắn và phát triển nhanh. Việc hỗ trợ nông dân thay đổi cách chăn nuôi đang thực hiện tại ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Đắk Lắk. Chương trình thuộc dự án nâng cao năng lực sản xuất bền vững và hiệu quả của các nông hộ chăn nuôi bò ở miền Trung do Tổ chức Phát triển Nông nghiệp Quốc tế Australia tài trợ. Thì mô hình của chúng tôi có mấy cái điểm khác, đó là mô hình nông dân tham gia ngay từ đầu, nông dân tự nguyện và nông dân tham gia giám sát, đánh giá và nông dân đã hưởng lợi từ những cái kết quả của mô hình. Kết quả dễ thấy, mô hình là bò tăng trọng nhanh, chất lượng thịt đảm bảo. Việc rút ngắn thời gian chăn nuôi cũng giúp giảm bớt rủi ro bệnh tật. Những nông dân trong vùng bắt đầu tìm đến nông hộ nuôi bò theo kiểu mới. Nhiều người đã làm theo, bổ sung thức ăn tinh cho bò, một cách làm đơn giản. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Biên phòng Quảng Bình tiếp nhận 7 ngư dân gặp nạn trên biển. Xung quanh việc Bộ Giáo dục và Đào tạo bất ngờ quyết định không công bố đề và đáp án kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên công bố tiêu chuẩn nước mắm truyền thống. Thành phố Hồ Chí Minh rộn ràng lễ hội Tết Việt Đinh Dậu 2017.